gần cư xá Đài Radar Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Quán không tên gọi với cách bày trí đơn sơ nhưng món bánh canh rất được thực khách ưa chuộng. Dọn hàng từ 10 giờ sáng nhưng chưa đến 15 giờ chiều, quán đã bán hết 100 tô mỗi ngày. Món bánh canh ở đây được lòng khách không chỉ ở chất lượng mà giá cả cũng được đánh giá rất bình dân, chỉ từ 25.000 đồng một tô. Quán của tôi mở khoảng 6 năm rồi. Cái món này là của gia đình. Công thức này là của ba mẹ truyền lại. Thực đơn quán nếu mà giò thì 25.000 tô, giò thịt thì 35. Còn nếu cua thì hôm nào cua lớn thì 145, 155, hôm nào nhỏ thì 130, 135. Từ lúc ba mở ra bán là bán cua nguyên con tới giờ. Thì đa số thì thịt heo thì cái giá tiền nó như vậy thì dễ ăn hơn. Đôi khi lâu lâu người ta cũng tới người ta ăn cua, tại cua ở đây bao ăn thịt chắc mà. Cua thì cũng tùy hôm, hôm có thì nhiều, hôm không có thì bắt ít. Chất lượng thì có thể hơn 100 tô, tại vì 20kg có thể hơn 100 tô. Còn heo với cua thôi, với thịt sắt. Thì làm việc thì sáng là 5 giờ đó là phải đi chợ rồi. Là nấu xong là 10 giờ ra đây dọn. Là bán khoảng tới 3 giờ là hết. Hôm nào sớm thì khoảng 2 giờ là hết rồi. Cái tô bánh canh của mình chú trọng nhất là nước lèo rồi đó. Nếu mà nước lèo không ngon thì tô bánh canh đâu có ngon nữa. Khác thì do mỗi cái người nêm cái gia vị nó khác nhau hơn. Mỗi người tùy theo cái khẩu vị của mỗi người nêm gia vị thôi. Người miền Tây nó mới ăn ngọt, người miền Nam mình là ăn theo kiểu dạng nè, vừa miệng thôi à, chứ không ngọt không mặn đâu, cũng tùy theo khẩu vị mỗi người thôi. Nhiều khi có nhiều người tới đây ăn thì có thể thêm nước mắm hoặc đường, muối tiêu gì đó. Tô bánh canh có giá cao nhất tại quán là 160.000 với cua nguyên con và giò heo. Chủ quán cũng chia sẻ thêm, nghe đến một tô bánh canh có giá như vậy, người ta cứ nghĩ giá bán lề đường thôi, sao cao quá. Nhưng nếu tính ra mua riêng một con cua thôi là đã có giá cao rồi. Tôi tới đây cũng thường, quán chị ăn ok và cũng sạch sẽ nè. Chị đi ngang qua đây hoài, chị đi ngang qua thành ra là thấy chị thích cái món này. Là ta đi ngang vô chị thấy ở đâu là chị lạ, nhưng mà thành ra chị nhạc chạy vô chị mua thử, thấy ăn được là chị ghé. Cũng có cái quán bánh canh rẻ ở dưới đi cũng được, nhưng mà tại vì chị không thích, chị thích ở đây. Cua ở đây thì nó nhỏ nhưng mà được, ngon, giá tiền cũng hợp lý nữa, nói chung là cũng bình dân, nhưng mà vừa ăn chị mới ghé ăn hoài. Tôi biết quán này khá là lâu rồi, tại vì thường là trên đường đi học và là ăn ở đây từ hồi sinh viên luôn rồi, nên thuận đường đi học thì có thấy qua nên có ghé qua ăn thử. Thường thì anh ăn chỉ khoảng một tô cỡ khoảng 20 tới 30k thôi, và anh cảm thấy là nó khá là ngon, nó nước nó cũng ngon, thịt cũng ngon, đa số là rất là ngon so với mặt bằng chung của cái quán mà bánh canh cua khác. Anh cũng không rõ về mấy cái quán khác thì nó bán thế nào, nhưng mà anh cảm thấy quán này bán thì cũng khá là rẻ. Cua thì không có bở, nói chung là thịt cũng ngon, to, ok. Mấy hôm nay trời Sài Gòn trở lạnh, không có gì thích thú bằng việc ghé đến quán làm một tô bánh canh nóng hổi, hít hà lấy hương thơm bốc lên sẽ cảm thấy ấm lòng hẳn.